Welcome back, everyone. Please stay tuned for our JAL Washington, D.C. program with Tan Trúc and special guest, former National Police Officer of the Highland Province of the Vietnam Republic, Nguyễn Văn Toàn. Ông có điều gì để trình bày về cái thành tích của, cái vai trò và cái thành tích của cảnh sát quốc gia? Cái thời kỳ nhiễu nhương của đất nước mình, thì tất cả những người ở vào những cái giai đoạn mà trưởng thành trong một cái đất nước chiến tranh liên tục, chiến tranh nội thù, rồi chiến tranh này, chiến tranh kia, thì cái ngành cảnh sát nó phải bắt nhịp theo cái điều đó. Nhưng mà cái điểm son của người cảnh sát thì tôi muốn đề cập đến năm 1968. Cái mẫu thân, bây giờ tôi nói riêng về cái đô thành, thì lúc bây giờ không còn bóng dáng quân đội. Bởi vì những cái lúc đó là hưu chiến, ai cũng nghĩ vậy. Thành ra quân đội cũng được nghỉ phép, duy trì chỉ còn có cảnh sát. Và đặc biệt nhất là cảnh sát đã duy trì an ninh trật tự và đẩy lui những cái thành phần cộng sản mà tấn công vào đô thành Sài Gòn, là biệt đoàn 222 cảnh sát dã chiến mà vừa rồi tôi mới nói. Và các cấp chỉ huy lúc bây giờ thì cái điểm son mà chúng tôi nhận được là dưới trướng của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã điều hợp, và Đại tá Trần Văn Hai. Hai vị này ở quân đội nhưng mà lại đảm trách chức vụ là Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia. Thì hai vị này là luôn luôn là những người mà chúng tôi cho là khả kính về vấn đề đức độ, về vấn đề can trường, và vấn đề là rất là tận tụy với anh em và coi anh em là đúng nghĩa chiến hữu. Anh Trúc nghĩ là, thưa ông, có lẽ là cái lực lượng cảnh sát nói chung, cảnh sát quốc gia nói chung, có lẽ là cũng bị những cái tác động, không biết là có mãnh liệt như là những cái tác động ở bên quân đội hay không. Xin ông trình bày. Vì vậy mà ngày hôm nay nhân cơ hội này cô đã hỏi, thì không phải là tôi đề cao ngành cảnh sát quốc gia, nhưng mà nói về những ngành cảnh sát quốc gia thì đồng bào thường có cái thành kiến, là bởi vì thành kiến này là trên khắp thế giới, và ngay bây giờ chúng ta sinh sống ở đất Mỹ thì là một cái ngành mà không, dân chúng không có gần gũi, không có thương mến, là bởi vì sao? Thì bây giờ chúng tôi có những cái đụng chạm duy trì an ninh, thì đụng chạm với những thành phần bất hảo. Mà cái nặng nề nhất là cho chúng tôi là đụng với lại cộng sản. Thế thì khi cộng sản á, là tuyên truyền nặng, thì chỉ có gọi chúng tôi là những tay ác ôn. Đó là tôi đơn cử một vài chuyện thí dụ mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ thế này, ngành cảnh sát chúng tôi là bị ngược đãi, bị bạc đãi trên nhiều lĩnh vực. Sau 1975 thì cái tỉnh lỵ đầu tiên mà chịu nặng nề nhất là Đắk Lắk, vì với sự tấn công của ba sư đoàn Bắc Việt. Thế rồi các tỉnh lân cận thì chúng ta bị tự nhiên vậy mà chúng ta rút đi. Rút quân. Rút quân. Thật tình ra trong cái chiến sự vừa rồi đó, là cảnh sát quốc gia là cả một cái người mà cộng sản thâm thù. Thành ra chúng tôi có những anh em đi tù 17 năm, 12 năm. Và những người có cấp bậc rất thấp, nhưng mà chẳng may anh em đó đảm trách những công việc tình báo. Họ chỉ là cấp trung sĩ, hạ sĩ quan. Họ cũng bị đưa ra ngoài Bắc và đi tù giống như hàng sĩ quan cao cấp. Dạ đó. Rồi thì anh em là lúc bây giờ phải gọi là thân tàn ma dại. Nhưng mà đời sống trước khi làm cảnh sát đã gặp những chuyện phũ phàng rồi. Thành ra riêng chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là ngành cảnh sát là một ngành bị ngược đãi nhiều, mà buồn nhiều hơn là vui. Bây giờ đó, nhắc lại cái ngày 30 tháng 4 thì chắc phải nhắc đến những vị chỉ huy nào đã hy sinh và
Ông cũng tiện đây xin ông cũng nhắc, ngoài hai cái vị mà như chúng ta vừa mới nêu tên thì còn cũng có những cái vị chỉ huy ở cấp dưới nữa cũng rất là sáng chói trong ngành cảnh sát. Xin ông nói luôn. Giống như là, nếu mà đề cập như vậy, chúng tôi phải nói đến Trung tá Nguyễn Văn Long. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh Trung tá Nguyễn Văn Long? Vì chính Trung tá Nguyễn Văn Long mới là người cảnh sát thuần túy. Còn tất cả trong ngành cảnh sát chúng tôi có 11 cấp chỉ huy làm tổng giám đốc cho đến làm tư lệnh về sau này. Thì tổng nha cảnh sát nâng lên hàng, vì sự bành trướng của cái lực lượng thì nâng lên tới hàng bộ, tức là bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, người ta không còn gọi là tổng nha cảnh sát. Thì chúng tôi được cái sự điều động ngành cảnh sát tới 11 vị sĩ quan quân đội, mà duy nhất chỉ có một người làm phó tổng tư lệnh phó cảnh sát quốc gia là ông Bùi Văn Nhu. Vào cảnh sát từ cái lúc ông ta 20 tuổi, mà ông ta sinh 1920 đó. Thì nói về ông Long thì chúng tôi phải nói thẳng là phải vinh danh một người cảnh sát thuần túy là ông Nguyễn Văn Long, một người sống liêm khiết, làm việc chừng mực, và cho đến lúc tự sát ở trước cái tượng đài ở Thượng Cung Lục Chiến trước Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4. Mà tất cả thế giới đều biết qua tờ Paris Match chụp cái hình đó, ông ấy nằm sóng xoài đó. Thì ông là một viên chức tùng sự rất lâu năm, và cũng là một viên chức từ ngành công an Tây chuyển sang, mà suốt cuộc đời là liêm khiết, không có một cái nhà tư. Thậm chí tội nghiệp là những cái lúc mà loạn lạc ở Huế, chỉ làm một cái mái che dựa vào một cái bức tường của một cái biệt thự, không có điện nước. Một người mà trong ngành cảnh sát có một, chắc là không có hai. Bây giờ Thanh Trúc có một câu hỏi khá là vui để hỏi ông. Là hồi xưa đó, còn nhỏ Thanh Trúc cứ nghe người ta nhắc là người ta nói như vậy nè, mấy ông cò cảnh sát người ta, Thanh Trúc không biết vì sao kêu là ông cò nha. Tại sao lại kêu là ông cò quận 1, ông cò quận 2? Vâng, và rồi trong khi đó thì hồi xưa, thiệt là xưa, thì người Việt Nam lại có cái gọi là kêu cảnh sát là mã tà nữa. Thanh Trúc thấy nó hơi buồn cười. Ông có thể giải thích. Cái chữ cò đó, theo tôi hiểu đó, là bởi vì đó chữ là commissaire. Rồi trong ngành của chúng tôi có cái chức vụ đó nữa, có commissaire là về sau này chúng tôi gọi là quận trưởng. Thì tôi mới nghĩ như thế này, tất cả những cái gì danh xưng mà chuyển ngữ của ngành của chúng tôi là đều thoát thân từ Pháp mà ra. Thì nó có cái là, thí dụ giờ phó thẩm tra viên nó là gọi là inspector adjoint, đến thẩm sát viên thì nó gọi là inspector special, là cảnh sát đặc biệt. Rồi cái người mà phụ trách cảnh sát á, bên cảnh sát đó, không phải công an đó, thì người ta gọi là inspector principal đấy. Rồi lên tới cái redactor, mà redactor của chúng ta là biên tập. Thì bên này nó dùng chữ đó, nó gọi là biên tập viên. Thế rồi bây giờ mới đi vào cái cò này, thì về sau mình dịch ra là quận trưởng. Grad được, hay là gọi là grad được commissaire. Rồi nó mới lên tới kiểm tra, thì nó gọi là controller. Rồi tổng kiểm tra là tốt bực của ngành cảnh sát, nó gọi là controller general. Cô thấy bây giờ nó là pronoun như thế, nó là phiên âm như thế, nó là phát âm như vậy. Đó. Thành ra họ quen thì họ có. Còn cái mata thì tôi nghĩ là thế này. Cô thấy không, ở trong Nam mình đó, nguyên một cái khu vực là Chợ Lớn là của người Tàu, có đúng không? Ngày xưa tụi người Pháp người ta cũng gọi là Cache Chinois. Thế thì cái chữ mã tà đó là bởi cái Hán ngữ. Mà người trong Nam kêu mã tà quen rồi. Đó. Còn ở ngoài kia đó thì người ta gọi là lính kín. Rồi sang bên này cũng như là cái ngôn ngữ của Mỹ đó, gọi cảnh sát là cớp. Mình cũng có chữ cớp là ngoài Bắc, thì đây nó là có. Thanh Trúc rất là cảm ơn thời giờ của ông Nguyễn Văn Toàn.
cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ ra rất nhiều thời giờ quý báu để nghe chúng tôi tâm sự về cái ngành nghề của chúng tôi. Thì chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn lại gặp một dịp khác. Hello everyone, we have reached the end of our Sunday's Vietnamese American Television program. If you have any comments, tips or suggestions, please feel free to reach us at vatvnews@gmail.com. Thank you for staying tuned and have a great rest of your weekend.